Kể từ sau Hậu Cung Như Ý Truyện, Hoắc Kiến Hoa không còn đóng phim nữa, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí. Theo trang NetEase thì Lâm Tâm Như quản Hoắc Kiến Hoa rất chặt. Kể từ sau khi cô tiếp nhận công việc của chồng thì anh không thể tự mình chi tiền ra để quảng bá hình ảnh được nữa. Trong khi bạn bè thân thiết ngày càng phát triển mạnh mẽ thì sự nghiệp của tài tử Hoa Thiên Cốt tụt dốc không phanh, gặp vấn đề về tài nguyên và người quản lý cũng từ chức. Không giống với nhiều gia đình khác, sau khi cô con gái Cái Heo Nhỏ ra đời thì Hoắc Kiến Hoa gần như chẳng còn mặn mà gì với làng giải trí nữa. Anh dừng hết mọi công việc để chăm lo, còn Lâm Tâm Như thì ra ngoài làm việc kiếm tiền. Thời điểm hiện tại, Hoắc Kiến Hoa rất khó để quay lại làng giải trí, nhất là khi thế hệ trẻ trong 2 năm qua vươn lên mạnh mẽ và đã hoàn toàn vượt mặt ngôi sao 42 tuổi. Trang NetEase cho biết Hoắc Kiến Hoa cũng suy nghĩ tìm việc làm thêm chứ không thể ở nhà làm nội trợ và chăm con, tài chính phụ thuộc hết vào Lâm Tâm Như. Chính vì thế nên Hoắc Kiến Hoa bắt đầu qua lại thân thiết với nữ MC nổi tiếng Tiểu S, em gái Từ Hy Viên. Hai người cũng có vài lần hẹn nhau đi ăn. Sở dĩ Hoắc Kiến Hoa gặp gỡ Tiểu S là vì muốn cùng chồng cô hợp tác kinh doanh. Chỉ có điều Lâm Tâm Như lại không nghĩ như vậy. Nàng mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách cảm thấy ghen tuông, cô cũng đề phòng Tiểu S và cả những cô gái có tiếp xúc gần gũi với Hoắc Kiến Hoa. Có vẻ như Lâm Tâm Như quản chặt Hoắc Kiến Hoa không chỉ ở phương diện sự nghiệp mà còn có các mối quan hệ. Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên 45 tuổi dường như thiếu cảm giác an toàn với chồng. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là hai ngôi sao giải trí hàng đầu Hoa ngữ. Cặp đôi trước khi kết hôn từng có tình bạn kéo dài 10 năm. Thậm chí Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng hợp tác trong nhiều sản phẩm phim ảnh ăn khách. Từng hợp tác chung, dần dà cả hai nảy sinh tình cảm. Trong một cuộc trả lời với truyền thông, mẹ nam tài tử còn chia sẻ, sở dĩ Hoắc Kiến Hoa yêu Lâm Tâm Như vì cô khá giống bà. Năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nên duyên vợ chồng bằng đám cưới bí mật tại Bali. Hôn lễ xa hoa với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Hồ Ca. Không lâu sau đám cưới, nhiều tin đồn được lan truyền nghi ngờ họ chỉ sống thử không đăng ký kết hôn. Cặp sao sau đó khởi kiện người tung tin đồn và được xử thắng kiện. Vào tháng 1 năm 2017, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi kín tiếng hơn, ít tham gia đóng phim để dành thời gian chăm sóc con. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2019, truyền thông Hồng Kông Trung Quốc lại đưa thông tin rằng nghi vấn Hoắc Kiến Hoa mắc bệnh nặng, Lâm Tâm Như vì không muốn chịu khổ đòi ly hôn. Đầu năm 2020, một số tài khoản Weibo đưa tin hai diễn viên đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Lâm Tâm Như giành quyền nuôi con, yêu cầu Hoắc Kiến Hoa chu cấp mỗi tháng với số tiền khủng. Cuối tháng 10 năm 2020, cả hai bị bắt gặp cãi nhau khi đi dạo phố. Hoắc Kiến Hoa trở về nhà một mình, còn Lâm Tâm Như ngồi ven đường. Nữ diễn viên sau đó thừa nhận với truyền thông Trung Quốc rằng vợ chồng xảy ra tranh cãi do bất đồng ý kiến nhưng chuyện không quá nghiêm trọng. Bức ảnh chụp trong dịp vợ chồng đi du lịch được Lâm Tâm Như đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, sau đó đã được cô xóa đi sau vụ cãi vã hôm 23 tháng 10 năm 2020, từ đó rộ lên thông tin cặp đôi ly hôn. Đến tháng 5 năm 2021, trên mạng xã hội lại rộ tin đồn Hoắc Kiến Hoa đánh Lâm Tâm Như sảy thai. Một blogger cho biết Hoắc Kiến Hoa thất nghiệp suốt mấy năm nay, cộng thêm tính tình lúc bình thường cũng không tốt, nên tài tử Hoa Thiên Cốt đã uống rất nhiều rượu và còn bạo hành Lâm Tâm Như. Nào ngờ khi ấy, nàng mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách đang mang thai lần 2, vẫn chưa kịp thông báo tin mừng thì đã bị chồng ra tay nhẫn tâm như vậy. Trong lúc Lâm Tâm Như tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, thì Hoắc Kiến Hoa lại tìm đến luật sư để làm thủ tục ly hôn, đồng thời cũng phân chia cho cô khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ. Có thể nói, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như là cặp đôi thị phi bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Cả hai liên tục bị tin đồn bủa vây nhưng hiếm khi đứng ra thanh minh hay giải thích.